Sáng ngày 26 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, nơi đây nhận được thông tin một trường hợp cư trú trên địa bàn thành phố chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ và một trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này cũng đã được xác định mắc căn bệnh nói trên. Theo HCDC, ngày 22 tháng 9, một bệnh nhân nam 25 tuổi ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến khám tại bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh với các dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ. Bệnh viện này đã lấy mẫu gửi viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ. Bệnh nhân này hiện đang cách ly điều trị. Sau khi phát hiện mắc đậu mùa khỉ, bệnh nhân này cho biết đã ở trọ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, HCDC triển khai điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý và lập danh sách 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Một trong 8 người này là bạn của bệnh nhân hiện cư trú tại tỉnh Bình Dương và cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với đậu mùa khỉ. 7 người còn lại từng tiếp xúc gần với bệnh nhân hiện cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 21 ngày. Những người này còn được hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn toàn bộ nhà trọ và các vật dụng cá nhân. Hiện sức khỏe của 7 người này ổn định, không có triệu chứng bất thường. HCDC vẫn đang tiếp tục điều tra theo dõi sức khỏe của bệnh nhân và những người tiếp xúc. Theo HCDC, tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ngày 25 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ghi nhận ca bệnh dương tính với đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn. Cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũng cho biết vừa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn. Về bệnh đậu mùa khỉ, tại quyết định số 3044 của Bộ Y tế đã bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B, gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong, gồm bệnh do virus adeno, bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, HIVS, bạch hầu, cúm, bệnh dại, ho gà, lao phổi, sốt xuất huyết, sốt rét, sởi, bệnh tay chân miệng, thủy đậu. Ngày 25 tháng 9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết vừa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên. Ca mắc là chị NKL, tên viết tắt 22 tuổi, đang tạm trú tại một nhà trọ ở huyện Bắc Tân Uyên. Thông tin ban đầu được biết, chị L là bạn gái của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên của Đồng Nai. Hiện ngành y tế Bình Dương đã khoanh vùng, phun khử khuẩn môi trường khu vực quanh khu vực nhà ở của bệnh nhân, đồng thời lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Hiện tại, chị L đang được cách ly theo dõi điều trị tại khoa nhiễm thuộc Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên. Ngay trong ngày, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc để chủ động phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, Sở Y tế tỉnh Bình Dương yêu cầu điều tra kỹ tất cả các trường hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính đậu mùa khỉ, quản lý xử lý kịp thời ổ dịch, không để lây lan ra cộng đồng. Ngày 25 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đồng Nai cho biết đã có báo cáo điều tra dịch tễ về trường hợp ca bệnh dương tính với virus đậu mùa khỉ đầu tiên ở Đồng Nai. Đó là bệnh nhân nam 25 tuổi, thường trú tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc. Bệnh nhân đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh từ chiều ngày 2 tháng 9. Đến ngày 17 tháng 9, bệnh nhân khởi phát bệnh và có các triệu chứng sốt, ớn lạnh, vã mồ hôi, ngứa, nổi mụn mủ ở cơ quan sinh dục. Bệnh nhân đi khám điều trị tại phòng khám tư nhưng bệnh không giảm. Sau đó bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng hết sốt, còn ngứa, thêm các triệu chứng như nổi hạch bẹn, phát ban dạng mủ tại vùng mặt, niêm mạc miệng, lòng bàn tay, chân, cơ quan sinh dục. Nghi ngờ bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ, bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu gửi viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và cho kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ. Ngoài ra, trước khi khởi phát bệnh, bệnh nhân có tiếp xúc với bạn gái ở Bình Dương và người này cũng có triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ. Do đó, CDC tỉnh Đồng Nai đã chuyển thông tin trường hợp bạn gái bệnh nhân cho CDC tỉnh Bình Dương để tiến hành xác minh xử lý. Theo CDC Đồng Nai, đây là ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại tỉnh Đồng Nai và chưa xác định được nguồn lây nhiễm của ca bệnh. CDC Đồng Nai đã hướng dẫn các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ theo dõi sức khỏe. Nếu có triệu chứng khác thường, phải báo ngay cho y tế hoặc chính quyền địa phương. Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta, Bộ Y tế đã ban hành khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau. 1. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho hắt hơi. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. 2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. 3.
Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi tư vấn kịp thời, đồng thời chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục. 4. Tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Trong trường hợp nơi ở, nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị. 5. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ, khu vực Trung và Tây Phi, cần tránh tiếp xúc với động vật có vú chết hoặc sống như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng có chứa virus đậu mùa khỉ. Khi quay trở về Việt Nam, cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn. 6. Đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe. Theo hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ do Bộ Y tế ban hành, bệnh đậu mùa khỉ không phải là bệnh mới. Bệnh được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1958 trên các đàn khỉ được nuôi để nghiên cứu, do đó có tên là bệnh đậu mùa khỉ. Trường hợp bệnh đầu tiên ở người được ghi nhận vào năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Kể từ đó, bệnh đậu mùa khỉ ở người trở thành bệnh lưu hành ở khu vực Trung Phi và Tây Phi. Bệnh đậu mùa khỉ là bệnh lây truyền từ động vật sang người. Việc lây truyền từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gần, lây qua vết thương hở, dịch cơ thể, giọt bắn lớn của đường hô hấp và qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Sự lây truyền có thể xảy ra qua nhau thai từ mẹ sang thai nhi hoặc khi tiếp xúc gần trong và sau khi sinh. Ngoài ra, cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng trường hợp bệnh tại các quốc gia khu vực Tây Trung Phi. Thời gian ủ bệnh của bệnh đậu mùa khỉ thường từ 6 tới 13 ngày, nhưng có thể dao động từ 5 đến 21 ngày. Biểu hiện triệu chứng có thể khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh, nhưng tương đồng như bệnh đậu mùa. Các triệu chứng thường thấy là sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban, có thể nhìn giống như mụn nước xuất hiện trên mặt, bên trong miệng hoặc ở các bộ phận khác của cơ thể như bàn tay, bàn chân, ngực, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn. Bệnh có thể tự khỏi trong vòng từ 2 đến 3 tuần.